Tiếp tục Hắc Sơn quay lại cái vàng lúa Đài Thơm 8 Đông Xuân 2023 đắt 2 vụ. Thì bữa nay được 78 ngày hết mà con, nó đã công trái me hết rồi. Ừ. Thì miếng này là lúc trước mới chia sẻ với bà con đi phân nè, cử 1 7 kg rưỡi công cắt, cử 2 7 kg rưỡi. Cử 3 7 kg rưỡi và cử đón đồng là tống vô 15 kg trên ngàn 3 mét vuông. Và này trước chỗ có rước phân hết mà con. Đây theo biết là trước chỗ có rước phân nên là lá nó xanh tới giờ. Màu này lúa màu con chỗ lên mà dầm lá màu này chỉ có rước phân thôi chứ không rước phân không được màu lá vậy đâu. Con thấy màu lá xanh không? Đó. Xanh này là xanh đủ dinh dưỡng tháng, chỉ cần mình kết hợp vậy là đang trong lúa mình có chất diệp lục và dư dinh dưỡng đó, chỉ cần mình xịt thằng kali. Chỉ cần kali thôi. Kali gì không biết nhưng mà kali hữu hiệu là nó đứng đầu, rồi bà con kết hợp với điều hòa sinh trưởng. Giai đoạn này có thể bà con kèm kích thích sinh trưởng nè. Như Atonis đậu ha. Mấy cái dạng Atonis là dạng kích cho vô gạo no sáng bóng đó. Thì con có thể hợp giai đoạn này hoặc là đỏ đuôi vẫn được đối với UM18 hoặc là năm đề 28. Còn về chín hơn nửa bông thì bà con không nên xịt, tại giai đoạn đó nếu mà thời tiết đông xuân năm nay thì chắc từ đây đến thu hoạch chắc cũng thấy có mưa nữa rồi, chạy không khỏi đâu. Tháng bước qua tháng 2 là lại có phải có mưa rồi, thì giai đoạn đó nếu mà giai đoạn chín mà con xịt kích thích sinh trưởng thì nó sẽ lên mọng trên cây ha. Thì bà con lưu ý xịt trước khi đỏ đuôi, trước nó đỏ đuôi hoặc là nó đỏ đuôi cũng không sao đối với các cái giống này. Thì hồi lúc nó cái dàn bông mà con dòm cái dàn bông của thằng Đại Thơm thì nó thật sự thì vụ này thì nó đâu có lỡ cái thằng 504 đâu bà con ha. Đây là 504 ha đó, nhưng mà do bà con mình xịt thuốc yếu nên nó bị gãy cổ thôi, chứ thật sự là 504 đông xuân năm nay rất là trúng đó. Nó một tấn tấn mấy không đó, nó nhặt hột nhặt bông. Còn Đại Thơm lúc đầu nó chỗ lên mà con thấy bông thiệt với OM á, sau nó khi công xuống mà con dòm thưa nách quá ha. Thứ nhất là thưa bông, thứ hai là cái bông nó cũng không được nhiều hạt nữa, nó thưa. Con thấy lơ vơ một bông thấy không? Thằng ngô em cũng vậy ha, thì thấy nó không có được nhặt hạt ha. Còn bên đây là thằng 504 nè. 504 bên đây thì chủ yếu là nó bị gãy có bông chút đỉnh thôi, nên nhầm miếng ha, miếng gãy nhiều miếng ít. Tới 504 thì bữa nay nó vô gạo thì chắc cũng 504 bên nay cũng 78 ngày luôn con ơi. Xả một lượt ha, thì bữa nay nó cũng bắt đầu vô tới cổ rồi nè. Nhưng mà nó cái dàn bông nó nhặt hột hơn, nó nặng ký ha. OM18 cửa này thì cửa công trái me này thì cái màu lá này là màu lá đang vô gạo rất là ngon luôn nè, đủ dinh dưỡng. Thì màu lá này nếu mà con xịt kết hợp xịt thôi là ok rồi, đâu cần rước bóng phân rước hạt gì nữa đâu, nó rước trước lúc chỗ đặt sạc là ok rồi. Thì thấy nó vô nửa bông hết không con, gạo vô cũng khá đẹp, vô tới đây ngon rồi. Tại vì cái một số đại thơm với OM18 vụ này thấy thất sơn thấy nó chỗ lên như nào con, cái bông nó cũng trung bình khoảng 5-60 hạt à, không có nhiều, nên là khả năng vô gạo tới cổ thì cũng rất là mau á, chứ không phải như mấy năm rồi mà đại thơm OM chỗ qua một cái bông 100 mấy 200 hạt không á, nên là nhiều khi nó vô không kịp. Còn thấy quặt quặt, còn bây giờ thấy nó thưa nách rồi. Đấy này xịt cửa này nữa thì cửa công với me nó thấy nó vô rồi, nó vô tới cổ rồi, mau bông cục đó. Để địch vô chia sẻ thuốc cho bà con mình. Thì đối với các cái dàn lúa dày thì bà con lưu ý về các cái sâu dịch bệnh như là gậy nâu nè, với sâu cuốn lá rồi đậu ôm nữa ha, nhất là 504. Hiện tại thì gậy cũng còn rất là nhiều. Trời này thì nó đang chuẩn bị nè xanh nở đó, đừng chạy chăng đừng nó đi đó bà con. Thì một số chà lúa vậy bà con mình lưu ý ha, bơm nước vô kiểm tra và xịt gậy như bơm nước cho nó vô cho nó lên cao, xịt vào buổi sáng sớm hoặc là chiều mát đó. Gậy khi nó lên đó, thì bà con mình xịt nó hiệu quả hơn. Còn nếu chưa nắng nhiều khi bà con mình xịt gậy nó núp dưới á thì sẽ nó không chết hết nha, tùy theo cái tình huống mà bà con mình xử lý. Đối với lúa thưa này, đối với lúa thưa như cái thằng đại thơm này thì gậy rất là ít, cũng có nhưng mà nó hạn chế, ít chỗ nóc, thứ nhất xử lý xương ngang cái cũng hết nữa. Còn lúa dày là bà con phải xử lý triệt để như Bethena mà theo dõi. Nói về đơn cổ bông thì giống nào cũng bị chứ hả bà con, OM hoặc đại thơm không có, 541 có nữa, do là cái khâu xịt thuốc của bà con nó không đạt chất lượng đó, thì nó sẽ bị gãy thôi. Chứ đậu ôm nó bị là cái dịch nó bị là bị hết chứ không phải là 504 ha. Đây là do mỗi cách bà con xịt thuốc á, ở đây xịt tay xịt tắt ghép tới ghép lỡ không á, bởi vì thấy nó ok với lúa thưa nó cũng có mầm bệnh, nó cũng ít phát triển, nó cũng ít lây lan. Còn lúa mà kiểu như 504 mà con xạ gì mịt nó lên rồi nó chịu
đâu có bông mà nó lây mau cấp kỳ luôn, nó lây chồm 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 luôn. Còn lúa thưa thì nó hạn chế, nói chung là nó lây sâu cuốn lá giờ cũng hiện tại cũng mạnh. Còn một số bà con nó lúa đỏ đuôi xịt sâu gì nó thiệt, cái thời tiết này bà con thấy âm mưu là mưa lúc nắng lúc mưa ha. Lúa bà con chưa vô tới cổ nó cuốn một cái, nó ăn một cái thì lép cổ. Thời tiết bây giờ sau có tấn công, nó tấn công ngược cái giai đoạn từ chỗ về sau mà, chứ không phải nhiều khi nó tấn công mạnh nhất là giai đoạn công trái me với đỏ đuôi á. Bây giờ một số bà con nghĩ nó đỏ đuôi xịt gì tới chừng nữa ra cắt máy suốt bên cũng nhẹ máy nữa, đâu có lá đâu, còn bông không à. Ở đây hai miếng thì cũng chung chủ không con, nhưng mà miếng này miếng lung thì thấy cũng vậy thôi ha. Lung rồi thì cũng thấy cái dàn bông chỗ lên đẹp, nhưng mà khi nó cong xuống thì thấy nó thưa ha, thưa bông quá. Và số hạt bông trên bông cũng không được nhiều đâu con, năm nay nó thưa nhánh vé, cái hạt trên cái nhánh vé này nó rất là thưa luôn con, thấy không? Thường thường là lúa mà cái nhánh vé cái hạt nó nằm, cái hạt này nó nằm lên hơn nửa hạt hạt này nè, nó nằm sắp đó, nó dày nhánh vé dày hạt thì bông rất là lực luôn. Còn này nó thưa hạt nè. Cũng thời tiết bây giờ cũng không biết sao, có lúc thì lúa rất là bông, có lúc thì lúa bông gì đó. Thì đối với bông này thì gạo rất là nhanh và là chắc hạt, tại vì cái dinh dưỡng nó dư để mà nó vô. Giống như cái nhà sản xuất thì nhiều mà cái kho ít gì đó, nó mau vô lắm. Và độ lem lép thì cũng có ha. Đối với giống này thấy lem lép cũng khá nè. Lem đen. Đối với cửa này thì bà con thúc vô gạo ha, xịt phân bón lá kali hoặc là các cái thằng là cao su tô cũng được, năng lượng tạo hạt cũng được, hoặc bo kẽm gì cũng được, nhưng mà kèm điều hòa sinh trưởng vô cho nó lưu thông cái đường truyền quang hợp tốt. Thứ nhất là giúp lúa quang hợp tốt, vô gạo nhanh. Giai đoạn này cũng chỉ một là xử lý sâu gầy đậu ôm có bông, đậu ôm lá, đậu ôm có bông đó, lem lép vẫn còn ha, cái cử này vẫn còn xịt lem lép nè, lem lép nó sâu gầy đậu ôm lem lép ha. Còn vi khuẩn thì cử này không sao rồi, tại vì lúa này thưa với cái thời tiết nắng này thì lúa vô vậy cũng không có sợ vi khuẩn nữa đó. Mà con muốn xịt cũng được nhưng mà vi khuẩn không có vấn đề gì đó. Khuẩn kéo là cử trước chỗ đều thôi. Cử này là muốn đỏ đuôi, 78 ngày muốn đỏ đuôi rồi. Cái này sẽ tắt ghép luôn ha bà con. Nói về thuốc thì bà con mình sẽ tắt ghép thì nó ok hơn à, phòng trị bệnh hay. Nói dàn lúa này hắc sơn đánh khoảng 700 mấy 800 hết lóc ha, không trên 800 đâu. Dàn lúa này thưa bông, hồi lúc chỗ lên thì thấy bông nhiều thiệt, nhưng mà khi cong xuống thấy nó thưa nách đó. Đối với thời tiết nắng này thì bà con mình xịt lần trước lần sau nó khô ha, lỡ có mưa tới cũng không sao, sợ là sợ trời âm mưa á, trời âm mưa bà con xịt cái bà con vẫn xịt cái mưa tới cái nữa là nó ướt ha. Rồi thì cử này ảnh ông chủ đất kêu ảnh xịt không có vô gạo hết bà con, chủ yếu là xịt bệnh với sâu với gầy thôi ha. Cái này mà không vô gạo thì rất là dở, không là không lẽ mà ông tính cái đường mà chín chậm đường nặng ký cũng không biết nữa. Ở đây anh xịt chủ yếu là thằng Nativo với thằng ăn cha con, hai cái đó pha sẵn hay không con, nên là không có vỏ. Thì nó tên là biết là ăn cha con với Nativo là đậu ôm lem lép, ăn cha con cũng là đậu ôm lem lép, hai thằng đó hai cái đều là đậu ôm lem lép hết, ăn cha con Nativo. Và sử dụng gậy đây sử dụng thằng tinh bi chích vàng á, thường mà con mình kêu chích vàng á, tinh bi này nè, đây ha, tinh bi ram 50% nó là chỉ gậy ha. Thường thường mà con mình xịt mấy gói này, gói này là kèm hơi hát mà con, có 14g à. Nếu gậy nhiều mà con xịt cái gói bự ha, có 20g hay gì đó, 20-25g gì đó, còn gói này có 14g ha. Mà anh xịt gói 14g thì tắt ghép cũng phải rồi, nếu mà con xịt gói kia bự thì ta được xin ghép lỡ hoặc tắt chiếc thì cũng vô đó ha. Này phải rồi, anh xịt gói này thì gói tắt ghép và kèm vô sâu, xong rồi là solo ha. Đối với lúa giai đoạn này bà con nghĩ là sâu nó có cuốn cái là lép cổ hết á, solo giai đoạn công với me đỏ đuôi nè,
không phải lá già nó không ăn ha, bây giờ nó đỡ gu rồi, nó đỡ gu, nó ăn gì lá già mà nó ăn gì đoạn công với me đỏ đuôi không à, nên mọi con mình lưu ý ha. Thì chắc cửa sau ổng mới xịt vô gạo hay là ổng rước phân này, ổng rước phân ổng thấy xanh quá thì cửa này ổng không vô gạo hay người ổng chắc cửa sau. Chứ đáng lẽ lúa này mà con xịt kèm kali vô với điều hòa sinh trưởng vô là gạo nó vô no lắm nè, mà nó chín trước người ta khoảng 3-5 ngày, đối với xịt các cái thuốc vô gạo trước thì nó chín trước, nhưng mà nó quan trọng nó chín trước thì nó an tâm hơn, đừng có để mà để lép cổ hoặc là bệnh thì cũng nguy hiểm, tùy theo mỗi người làm thôi. Rồi chào bà con nha.